Đây là một con hôn tôm tít nè mọi người. Giờ thọ sẽ lấy con cá này để nhứa con tôm tít này, cho hai cá con của nó bám vào con cá. Sau đó thọ dùng tay để cầm hai cá con, tránh cho nó búng vào mình. Tại vì hai con tôm tít này nó rất là xác luôn. Nó mà búng một cá là chảy máu tay và khó cầm máu lắm mọi người. Nên anh em buộc phải dùng cá để dùng nó khóa hai cặp con của nó là. Giờ thọ bắt đầu lau con tôm tít lên nè mọi người. Tôm tít này thì rất là to luôn mọi người, tầm đâu đó 3 con thì khoảng được 1 kg. Là tôm tít này thì thọ bác về nuôi sống và bán cho thương lái khoảng 700-800 nghìn 1 kg. Tôm tít này thì đa số lẹn nước sau mới có, chứ lẹn nước còn thì rất là ít luôn nha mọi người. Thọ phát hiện cái hon tôm tít thứ hai này mọi người. Loại tôm tít này thì chúng thường làm hon ở những cái bể đá pha cót, kiểu như bể sỏ đó mọi người, ở độ sâu khoảng 20-25 mét nha mọi người. Lặn trong nước cạn thì cũng có, nhưng mà rất là hiếm nha mọi người. Lặn nước sâu như thế này mới được nhiều. Anh em lặn tôm tít này thì rất nhanh là được tiền, và 1 kg khoảng 700-800 nghìn. Nhưng đổi lại thì phải lặn nước sâu mới có nên rất là nguy hiểm. Loại tôm tít này khi bắt thì phải dùng một con cá để làm mồi, nhớ cho nó dùng hơi cái ngoa của nó bám vào con cá, sau đó anh em sẽ lấy tay chụp hơi con ngoa đó và từ từ kéo con tôm tít lên. Bởi vì hơi cái con của nó rất là bén luôn mọi người, thì mọi người chế biến mà tôm tít còn sống phải cẩn thận hơi cái con, chứ để nó mà búng vào tay thì rất là nguy hiểm, dễ chảy máu và nó rất khó cầm máu nha mọi người. Tôm tít này thì bo con thì khoảng 1 kg nha mọi người. Thọ được một con hải sâm ghe vòn nè mọi người. Là hải sâm này bán khoảng 250.000 1 kg tươi nha mọi người. Con tôm tít này là con thứ ba rồi nha mọi người. Đợt này lặn tôm tít nhưng mà cuối mùa nên nước rất là chảy. Vì vậy anh em tranh thủ bác chứ khó quay video lắm nha mọi người. Nên anh em chỉ quay một đoạn thọ bắt con tôm này thôi. Khó quay được đoạn bỏ vào vật cho mọi người xem. Mọi người thông cảm cho thọ nhé. Đây là một con hải sâm ấu tai nha mọi người. Chỗ thọ thì gọi là ấu tai, còn trong dân làng Phú Quý Bình Thuận thì còn hay gọi là hải sâm thơm. Gọi hải sâm thơm bởi vì loại này mà ngâm rượu thì rượu nó sẽ có mùi thơm. Loại này thì giá cũng tương đương với hải sâm ga. Chỗ thọ thương lớn người ta mua là khoảng 250.000 1 kg tươi. Con tôm tít thứ tư rồi nha mọi người. Là tôm tít này khi bác lên thì phải bỏ riêng từng con vào một chai nước lọc, nếu không chúng sẽ cắn lộn đá nhau gây cháy khét. Vì vậy anh em thường thường sẽ cát cho nước lọc ra và bỏ mỗi con vào một chai, sau đó mới bỏ xuống kiệt nuôi. Thọ được con hải sâm ga thứ hai. Là hải sâm ga này giá khoảng 250.000 1 kg. Nó có công dụng bồi bổ cơ thể, vì vậy người ta hay mua về để nấu súp hoặc bắp gỏi ăn. Có nơi có thể là ngâm rượu để uống bồi bổ cơ thể. Thêm một con hon tôm tít nữa nè mọi người. Là tôm tít này thịt ăn rất là ngon, 3 con thì khoảng 1 kg, có nhiều con bự thì có thể lên đến 6-7 lần một con luôn. Lúc xưa thì là tôm tít này cũng ít thôi, nhưng mà bây giờ dân làng làng cũng nhiều rồi, nên ngoài thị trường thì thọ thấy họ bán cũng nhiều. Nếu có điều kiện mọi người mua ăn thử nha. Mà mua là chỗ uy tín, chứ mua chỗ không uy tín thì nếu họ nuôi lâu rồi thì cái thịt nó sẽ óp và sẽ không còn ngon như những cái hòn mới nữa. Thọ được một con cá mập quỷ nè. Là cá mập quỷ này giá trị rất là cao luôn, khoảng 650.000 1 kg sống nha mọi người. Nếu được giá, nhiều khi mất giá thì cũng đâu đó khoảng 400-500 nghìn gì đó 1 kg. Phía xa là một con ốc kim khôi kìa mọi người. Chỗ thọ thì hay gọi là ốc ngồi, còn trong Phú Quý thì người ta gọi là ốc tai bồ. Là ốc này thì kích thước rất là bự luôn. Nếu mà vỏ đẹp thì về bón vỏ với ruột sống cho các nhà hòn, còn nếu mà vỏ nào xấu quá thì anh em lên lấy ruột ra về bón khoảng 350-400 nghìn 1 kg thịt.
Con cua này là con cua đầu lốc nha mọi người. Sở dĩ thọ hay gọi là cua đầu lốc tại vì trên cái lưng của nó lúc nào cũng đội một con miếng gì đó. Đầu cua này thì chủ yếu ăn thịt hay có con rất là ngon. Nhưng mà anh em đa số không bắt, chủ yếu là chỉ bẻ con lên ăn thôi. Còn hải sâm ghê thứ ba rồi này mọi người. Làng điểm hải sâm với tâm tiết thì đa số chủ yếu sẽ có hải sâm và tâm tiết thôi. Nhưng mà điểm làng này nước rất là sâu, vì vậy anh em ít hay làng. Chứ còn làng nước sâu thì hải sản còn nhiều, nhưng mà đánh đổi tính mòn rất là nguy hiểm nha mọi người. Vì vậy một năm như thế là anh em chỉ đi làng một hai chuyến ở sang hải sâm, sang tâm tiết thôi. Còn đa số là vào còn làng có, chứ làng nhiều rất là nguy hiểm cho cơ thể luôn. Con tâm tiết thứ năm rồi nè mọi người. Con này nó ở gần hon của một con cá khác luôn mọi người. Thọ nghĩ nếu mà con cá này đi không cẩn thận sẽ bị con tâm tiết này sang đó mọi người. Tâm tiết thì mồi của chúng chủ yếu là ăn cá nhé mọi người. Con hải sâm ghê này nó bò ra được một nửa nếu mọi người, còn một nửa nó nằm trong hon. Hải sâm ghê thì ban đêm nó sẽ bò ra, còn ban ngày nó sẽ nằm trong hon. Ban đêm nó bò ra để kiếm ăn, vì vậy đa số phải làng ban đêm mới có hải sâm ghê nhé mọi người. Con tâm tiết thứ sáu rồi. Tâm tiết này mọi người mua về thì có thể chế biến thành các món như hấp, cháy tỏi, quạt nướng, ăn thịt rất là ngon nha mọi người. Đa số mọi người nhận xét thịt nó ngon hơn thịt tâm hầm. Đây là con hải sâm hờ nhé mọi người, 30.000 một con. Bác là này phải xịt thấy cái túi cái ta tráng trong ruột nó ra, vì cái ta đó rất là dính, nếu mà bỏ chung vào vào thì nó sẽ dính có loại hải sản khớp. Thank you.
giờ Thọ với anh em tiến hành giỏm ốp để lên tàu nha mọi người. Đèn nước sau thì phải giỏm ốp khoảng 30 phút đến 45 phút. Tức là mình lên từ dưới đáy nước lên mặt nước thì phải trong thời gian 30 đến 45 phút để cơ thể nó thích nghi với sự thay đổi của áp suất nha mọi người. Đây là thành quả của anh em nha mọi người. Nãy có một số anh em mới lên trước thì bỏ vô rồi. Giờ Thọ lên sau, Thọ quay thành quả của Thọ cho mọi người xem. Đây là chai nước ngọt nha mọi người. Bây giờ Thọ cùng anh em sẽ tiến hành bỏ mấy con tôm tích này vào cái chai để bỏ xuống tiệc nuôi. Còn đây là hạ sâm ga thì sẽ nuôi như thế này. Rồi hơi ba ngày đến nhiều thì anh em sẽ mổ ruột và tiến hành luộc, sau đó ướp muối đem về bón. Tôm tích này bắt buộc phải bỏ chai riêng như thế này nè mọi người, nếu không là chúng sẽ dùng đánh nhau là nó cháy khét. Vì vậy anh em phải bỏ riêng từng loại chai như thế này, sau đó mới tiến hành bỏ vào dưới hầm kiệt để nuôi và về bác lên căng cho thương lá.